Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử, sáng ngày 19 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ 12 giáo viên tại huyện này khởi kiện trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sai luật. Theo đó, tòa đã ra phán quyết yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa phải bồi thường cho 12 giáo viên này số tiền hơn 840 triệu đồng. Theo đó, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa phải bồi thường cho các giáo viên Ngô Thị Thu, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tạ Thị Y, Cao Thị Kiều mỗi người hơn 65 triệu đồng. Trần Thị Hiền, Cao Thị Phương Trâm, Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, Quỳnh Đức Thành, Phan Đức Thuật, Lương Văn Chinh, Trần Văn Sâm mỗi người hơn 72,5 triệu đồng. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khác của các nguyên đơn như yêu cầu hủy bỏ thông báo thôi hợp đồng lao động, nhận các nguyên đơn vào giảng dạy và ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bồi thường tiền tổn thất tinh thần và chi phí trả các khoản phụ cấp đứng lớp, nâng lương, nâng bậc lương theo định kỳ.